Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Và hôm nay thứ hai, và giống như theo lịch là hôm nay mình sẽ làm video thử thách. Và video thử thách hôm nay là thử thách xem video ma. Có thể có một cái video là thử thách xem video kinh dị, nhưng mà nó không đủ phần kinh dị cho mình cảm thấy hơi sợ, nên hôm nay mình sẽ làm video thử thách xem phim ma kinh dị hơn nữa, đến mức mình phải hết hồn và không thể ngủ được chỉ vì những video đó. Rồi. Và trước khi mình bắt đầu video, các bạn nhớ like, subscribe cho mình và ấn phần mô tả cho mình để mình có thêm chút động lực để làm video tiếp theo. Rồi. Chắc các bạn cũng biết những video kinh dị rồi phải không? Nên bây giờ mình sẽ mở cái video, những video kinh dị hơn nữa. Và mình sẽ nghĩ con những video này chắc cũng đủ đâu cho mình sợ chắc khiếp luôn rồi. Ok, đã tạo thêm cái phần kinh dị hơn nữa. Sau bắt đầu mở mình sẽ tắt hết đèn. Mình mong là các bạn có thể thấy được khung cảnh trên màn hình video. Rồi, các bạn cho mình một tí. Đó, nhưng khung cảnh bây giờ mình đã tắt hết toàn bộ đèn rồi đó, và mình đã lên hành tìm kiếm những video ma dập mình đây. Trời ơi, phải nói là cực kỳ đáng sợ luôn á. Mình mong là cái sau video này mình mong là mình có thể có một giấc ngủ ngon. Là đây mình bắt đầu đây. Rồi nó hơi sợ lắm rồi. Chú công chung sợ sót mình sẽ chơi sửa lại. Mình không hiểu cái chuyện gì đã xảy ra ở trong cái video này, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình xem lại video mà mình quay, chắc mình nghĩ mình cũng phải bị hết hôn như các bạn luôn rồi. Rồi, đi xem video tiếp theo đây. Rồi. Rồi, mình kiếm một video khác hơn nữa. Mình đã tìm ra một cái video hài rồi. Để bớt sợ thì mình sẽ xem video này thì đỡ sợ hơn. Vì giờ có chứa những hình ảnh khi mọi người ra nước mắt con nhất khi xem. Người đau bổ luôn. What? Gì? What? Gì vậy? Đưa thanh đi làm cái gì vậy? Đến đu cai hả? Hay là gì? Ôi shit man. Trời ơi. Trời ơi. Trời kiểu nè. Trời ơi. Trời ơi, mắc giấm thiệt ra. Trời ơi. Đâu nhảy kìa.
Lên mặt rồi cảm ơn các bạn. Các bạn có cái câu hỏi này hơi vô duyên xíu, nhưng mà các bạn có thể giải thích cho mình cái hành động này không nè, cộng cái nắm đấm nè, vậy giống như quay cái giếng nó có gì nó vậy. Chắc các bạn nghĩ cái đó là một hành động là hơi đen tối một xíu à, đen tối một xíu à. Thì dưới đây chắc mình nghĩ là cái khung cảnh hơi mắt này có lẽ là không có mặt tối lắm chị. Còn cái thời gian mình lên đây là video 2 bật đi vô nó lạ lạ. Tiếp tục đây. Là nó hít sáo, nó vũ gái. À thêm một câu từ nữa. Cái gì? Cái gì mà gì? Surprise motherfucker. Thế bây giờ các bạn có thể lên Google tìm giùm mình tên công tên này không? Nào. Ok, mình tiếp tục đây. Bây giờ này là mình xấu vãi. Gì vậy? Anh này anh làm gì vũ gái hả? Trời mới ngặt phi ngực vũ sao gì với nước. Rồi làm gì? Đâu, đi làm gì vậy? Trời làm gì vậy? Gì vậy? Đâu thoát được á? Mày còn chắc cái thằng ma này hình như là ông hơi ngu đến mức là ông xém nằm trong mình à, bắt cái gì à, bắt sinh dục. Con ma mà tự nhiên với nó hành cái tái mét à. Thì đây đâu có gì thế này là đổ xe đã phạt không con. Con mình ngu đổ xe mà đâu. Đó video này được hài hết sức luôn á. Rồi video cuối cùng này sẽ là video là kết thúc. Nó kết thúc video của mình tại đây. Rồi tối lên thì sợ lắm rồi. Rồi mình sẽ phóng to ra. Mình sẽ có chuyện gì. Ồ. Đó các bạn có thấy không? Tự nhiên kính, tự nhiên tự động bé à. Ồ. Chắc video này cũng hơi ghê á. À. Mình xem cho các bạn xem tiếp. Vừa hình như là vô. Thôi nè à, cảm thấy cái video này hình như video 2 hay sao vậy ta. Tự nhiên từng người đàn ông khác khác nhau nữa, trang phục khác nhau nữa, mà hình như cái tấm cửa đó bể, hình như mình thấy có gì giống đầu người thì bắt cớ mà sao cho các bạn xem rõ hơn nữa.
Đó. Rồi video này là mình có nét hơi ghê á. Rồi biết theo đây. Cái gì vậy trời? Cái này hình như là những có qua cái video hài, hình như có những video nó cảm thấy hơi đáng sợ. Chắc các bạn thấy cái video màu gì? Màu xanh hay sao ấy, mình cảm thấy hai video đó đó mình thấy hơi ghê hay sao ấy. Mình cũng muốn làm nữa nhưng mà những video này là mình sợ chết khiếp luôn rồi. Mình cũng muốn làm thêm nữa nhưng mà sợ thời gian nó không nhiều cho lắm. Được rồi, mình sẽ tạm dừng video tại đây rồi. Chúc các bạn có những giấc ngủ ngon sau, và mình mong các bạn không có những giấc mơ đáng sợ như như là cái video của mình vừa trải qua rồi. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn có những giấc ngủ ngon.